Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ lấy chồng mình ra thử nghiệm và đè cắt tóc với ổng, xem thành quả nó sẽ như thế nào nha. Giờ mọi người cùng đón xem nha. Xem nè, cũng được lắm chứ bộ, nhưng cái điều nó hơi xà mau chút xíu thôi. Thôi cắt lại cái kiểu cũ thôi. Rồi thôi em cắt lại cái kiểu cũ, mỗi bữa em cắt cho ổng à. Hello. Chào các bạn, mình đã hoàn thành xong cái đầu đó. Các bạn nhìn thấy thành quả của mình
như thế nào. Ông không cho quay nữa, ông đi tắm mất tiêu rồi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình cho đến thời điểm này. Nếu các bạn yêu thích mình và yêu thích cái kênh của mình, hãy đăng ký subscribe kênh cho mình nha. Và đừng quên là nhấn like để ủng hộ cái video này. Bấm luôn cái chuông để khi nào mà mình up video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận video nhé. Bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau.